Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông tin tiêm kích Su-30SM sẽ nhào lộn đỉnh cao tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trên đường tới Malaysia tham dự triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế Lima 2019, các máy bay tiêm kích Su-30SM và máy bay vận tải quân sự IL-76 thuộc đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga sẽ dừng chân tại nội bài để các phi công nghỉ ngơi sau một chặng bay dài nhiều tiếng đồng hồ. Khi nhắc tới đội bay biểu diễn hiệp sĩ Nga, chắc hẳn nhiều người yêu quân sự Việt Nam sẽ trầm trồ ngưỡng mộ bởi đây là một trong những đội bay biểu diễn xuất sắc nhất trên thế giới. Có hai điểm thu hút đặc biệt, đó là mẫu bay bay tiêm kích Su-30SM hết sức hiện đại mà đội bay mới được trang bị từ năm 2016-2017 và trên tất cả chính đội ngũ phi công tinh hoa bậc nhất trên thế giới vốn chinh phục hàng triệu triệu người hâm mộ từ nhiều năm qua. Về máy bay Su-30SM, không có gì phải nghi ngờ đối với những tính năng tuyệt hào của dòng tiêm kích đa năng đang là xương sống của không quân Nga và nhiều không quân nhiều quốc gia khác. Chúng không chiến cũng giỏi mà đánh đất cũng tài. Đồng thời, Su-30SM còn là sát thủ trên biển nhờ mang phóng được nhiều loại tên lửa diệt hạm uy lực. Những điểm vượt trội này đã được thể hiện tại chiến trường khốc liệt Syria Nơi Su-30SM lần đầu tiên được thực chiến, chưa có trận không chiến này lừa nào vì không có đối thủ và cũng chẳng đối thủ nào dại dột đi so găng với Su-30SM để rồi chuốc lấy thảm hại. Rõ ràng Su-30SM đã thể hiện tốt vai trò gian đe hữu hiệu của mình. Tuy nhiên Su-30SM đã không ít lần tham gia tấn công các mục tiêu mặt đất của phiến quân khủng bố tại Syria bằng các loại vũ khí chính xác. Qua đó đem lại nhiều kinh nghiệm thực chiến quý báu đối với các phi công của nga về phi công thuộc đội bay hiệp sĩ nga họ đều là những người siêu đẳng được tuyển chọn kỹ càng đa phần từng là phi công chiến đấu dày dạn kinh nghiệm tại các đơn vị tiêm kích không quân nga khi tụ hội về kubinka họ là tinh hoa của tinh hoa vừa rèn luyện kỹ năng bay biểu diễn nhằm quảng bá sức mạnh nga và vũ khí nga vừa tiếp tục huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu như các đơn vị không quân tiêm kích khác ngay trước khi lên đường tới Việt Nam, Malaysia, các phi công Su-30SM của đội bay biểu diễn hiệp sĩ Nga đã thực hành khoa mục huấn luyện sử dụng tên lửa không đối không để bắn hạ mục tiêu bay. Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào hôm 13 tháng 3, các phi công đội bay biểu diễn hiệp sĩ Nga thuộc Không quân Nga đã thực hành bắn đạn thật, tiêu diệt các mục tiêu bay tại trường bắn Ladoga. Trước đó, họ cũng tham gia huấn luyện khoa mục tiêu tiếp dầu trên không với các thùng xăng bay IL-78 Midas. Và giờ đây, những người anh em của Su30SM thuộc đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga đang chuẩn bị tới Việt Nam, điểm dừng chân là sân bay quốc tế Nội Bài. Vậy, tiêm kích Su30SM sẽ bay biểu diễn trên bầu trời Hà Nội hay không? Những ai đã từng được chứng kiến đội bay Hiệp sĩ Nga biểu diễn đều phải thừa nhận, đây là đội bay đẳng cấp hàng đầu thế giới. Sự kết hợp giữa máy bay tiêm kích hàng đầu, trước đây là Su27 và nay là tiêm kích Su30SM với các phi công tinh hoa đã làm nên những điều kỳ diệu trên bầu trời. Và tại Việt Nam, được một lần chiêm ngưỡng màn trình diễn đỉnh cao của các phi công láo luyện thuộc đội bay hiệp sĩ Nga trên tiêm kích Su-30SM là mơ ước chính đáng của nhiều người yêu quân sự. Vậy lần này tới Việt Nam, các máy bay Su-30SM sẽ chiều lòng người hâm mộ bằng những pha trình diễn xuất sắc hay không? Ai cũng muốn như vậy, từ các phi công Nga cho đến người hâm mộ Việt Nam. Nhưng thật tiếc là điều kiện không cho phép. Thứ nhất là thời gian quá ngắn, theo lịch trình dự kiến, Su 30SM sẽ hạ cánh xuống sân bay nội bài vào buổi chiều muộn, nghỉ đêm tại Hà Nội và sáng sớm ngày hôm sau họ sẽ cất cánh khởi hành đi Malaysia nên sẽ không có cơ hội thể hiện những màn trình diễn đẳng cấp. Bởi vì nếu muốn bay trình diễn, các phi công sẽ phải có thời gian chuẩn bị, làm quen với sân bay nội bài và có các bài bay phù hợp, bài huấn luyện nhiều lần trước khi chính thức bay biểu diễn. Thời gian dừng chân chỉ chưa đầy 24 giờ chắc chắn sẽ không đủ. Thứ hai, ảnh hưởng tới hàng không dân dụng. Sân bay quốc tế Nội Bài là một trung tâm hàng không tấp nập với hàng trăm chuyến bay đi và đến mỗi ngày. Dừng bay để ưu tiên cho Su-30SM biểu diễn dù chỉ 1 đến 2 tiếng thôi cũng là sẽ ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay là sáu chuẩn không chỉ lịch bay của các hãng hàng không mà còn của hàng ngàn hành khách sẽ rất khó để hoãn các chuyến bay thương mại. Thứ ba, thực chất chuyến thăm Việt Nam lần này của Su-30SM không mang tính chất chào hàng đối với không quân Việt Nam nên việc bay trình diễn là chưa cần thiết. Tuy nhiên, trong tương lai, biết đâu sẽ có một ngày đội bay biểu diễn hiệp sĩ Nga sẽ có những màn thao diễn đẳng cấp phục vụ cho người hâm mộ Việt Nam. Và tất nhiên, không phải là tại nội bài mà có thể là ở một sân bay khác thuận lợi hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.